của bị cáo có phải đưa tiền cho những ai trong cơ quan nhà nước không? Về nội dung này, sáng 12 tháng 7, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Hằng khai nhận, trong quá trình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, đã xin được cấp phép tổng cộng 109 chuyến bay giải cứu. Trong quá trình này, Hằng đã đưa tiền cho nhiều cá nhân có thẩm quyền. Theo Hằng, nếu không đưa tiền thì không được cấp phép nhiều chuyến bay như thế. Về nội dung này thì bị cáo đã thành khẩn khai báo với cả cơ quan điều tra. Và bị cáo cũng xin xác nhận là tất cả những cái lời khai của bị cáo cơ quan điều tra là hoàn toàn đúng sự thật. Và nay là bị cáo không có thay đổi gì cả. Rồi, tức là bị cáo xác nhận những lời khai bị cáo trong quá trình điều tra là chính xác rồi. Dạ vâng ạ. Tuy nhiên là để tại phiên tòa, ngoài có nhiều người tham gia phiên tòa nên hội đồng xét xử phải kiểm tra lại những chứng cứ, những lời khai của bị cáo.